con heo. Hù gì vậy? Con nít con nôi đi vô khác chơi. Chú đi họp phụ huynh cho con đi. Ai quen biết ở đâu mà họp phụ huynh, ba mẹ mà đâu kêu đi đi. Hai chú mà không đi hả? Là con báo công an bây giờ á. Mày báo công an không? Mày đi liền không? Có ai dạy đâu mà mất. Cô là phụ huynh của con một ngày được không cô? Là sao? Bị mời phụ huynh đúng không? Con thi được 3 điểm rưỡi của cô mà cô giáo của con hả? Bắt họp phụ huynh. Cô giúp con đi mà cô. Nè, con có 10.000 nè. Cô là phụ huynh của con một ngày nha. Rồi được rồi. Dạ, cảm ơn cô. Mẹ, con nói bụng quá à. Mẹ làm mì gói cho con ăn.